Trong quá trình khai thác các giá trị về tri thức bản địa gắn liền với mục tiêu phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho bà con địa phương, thì sản phẩm tắm lá thuốc người Dao đỏ trong thời gian qua mang lại giá trị kinh tế lớn, góp phần không nhỏ vào nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho bà con nhân dân xã Tà Phìn, huyện Sapa. Tiếp theo kinh nghiệm truyền dạy của dòng họ, ngay từ khi còn nhỏ, chị Tần Tà Mẩy, thôn Tà Trải, xã Tà Phìn đã biết đến bài thuốc tắm quý của dòng họ người Dao đỏ Sapa. Theo chị Mẩy, trước đây bài thuốc này chỉ được sử dụng cho người thân trong gia đình mỗi khi có người bị mỏi mệt, đau nhức xương khớp hay phụ nữ sau sinh muốn hồi phục sức khỏe. Thế nhưng khi du lịch địa phương phát triển thì phương thuốc bí truyền này đã được nhiều người biết đến và muốn được trải nghiệm dịch vụ tắm lá thuốc. Bởi vậy, năm 2015, bên cạnh đầu tư nâng cấp nhà cửa, phòng tắm để đón khách, chị Tần Tà Mẩy còn mạnh dạn thành lập hợp tác xã cộng đồng Dao đỏ Tà Phìn chuyên thu mua và chế biến nguyên liệu. Ngoài phục vụ khách du lịch tại địa phương, hợp tác xã còn chiết xuất, cô đọng đóng chai để đưa đi tiêu thụ tại nhiều thị trường lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình dịch vụ này hàng năm không chỉ mang lại thu nhập lớn cho gia đình chị mà còn tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều chị em phụ nữ tại địa phương. Trước đây tôi chỉ cấy lúa trồng ngô, làm thì vất vả nhưng cuộc sống vẫn đói nghèo. Giờ tôi đi rừng lấy lá thuốc, trồng thêm dược liệu quanh nhà bán cho hợp tác xã thì thu nhập cũng khá, cuộc sống gia đình đỡ vất vả, con cái được học hành đầy đủ. Nên thì họ được hưởng lợi cái thuốc tắm này mới lại là họ trồng cây. Một năm họ thu nhập trong gia đình nó cũng mấy chục triệu thì cũng ổn. Thì nói chung là thu nhập rất là cao, nó kinh tế cao hơn thảo quả. Với những công dụng tốt cho sức khỏe, đặc biệt là đối với phụ nữ sau sinh và trẻ nhỏ, thuốc tắm người Dao đỏ huyện Sapa đã và đang là sản phẩm du lịch được ưa chuộng tại địa phương. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng cũng như cung ứng sản phẩm ra thị trường, hiện nay xã Tà Phìn có một công ty, ba hợp tác xã và hơn 10 hộ gia đình kinh doanh thuốc tắm gia truyền người Dao. Năm 2018, xã Tà Phìn thu nhập khoảng 15 tỷ đồng từ các dịch vụ kinh doanh này, nâng mức thu nhập bình quân của người dân từ 9 triệu đồng trên người trên năm ở năm 2015 đến 31,92 triệu đồng trên người trên năm vào năm 2018. Năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo của xã là 48%. Đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo của Tà Phìn giảm xuống còn 7,89%. Các tầng lớp phụ nữ đồng bào dân tộc Dao đỏ ở Tà Phìn ngày hôm nay thì ý thức được hơn rất nhiều đến cái việc là gìn giữ, truyền dạy các cái kiến thức, các cái tri thức truyền thống liên quan đến bài thuốc này. Cũng từ cái việc phát triển tốt kinh tế, từ việc khai thác cái giá trị truyền thống trong cái bài thuốc tắm của đồng bào dân tộc Dao đỏ thì bà con nhân dân trên địa bàn xã Tà Phìn cũng đã có ý thức hơn rất nhiều trong cái việc bảo vệ phát triển rừng, bảo vệ môi trường. Với sự quảng bá rộng rãi và khẳng định nhãn hiệu địa phương, chắc chắn sản phẩm thuốc tắm người Dao đỏ xã Tà Phìn sẽ đến với đông đảo khách hàng trong và ngoài nước, góp phần phát triển kinh tế bền vững cho người dân tộc thiểu số Sapa. Tuy nhiên, để sản phẩm đạt chất lượng và đáp ứng đủ nguồn nguyên liệu đầu vào cho chế biến sản phẩm, Tà Phìn cần phải có những biện pháp để quản lý, giám sát chặt chẽ các cơ sở kinh doanh dịch vụ, cũng như tuyên truyền vận động bà con nhân dân. Bên cạnh việc khai thác nguồn tài nguyên dược liệu dưới tán rừng, cần phải tái tạo, trồng và mở rộng vùng dược liệu tại địa phương.